hết rồi nha, chồng nằm nghỉ cho hai cái mới ấy đi. Rồi, rồi. Cho hai cái ấy đi, chồng nằm nghỉ. Nằm vào. Đuôi chỗ hả? Bên thôi. Không, chậm năm không để lận đi chứ không lận là tới sáng luôn. Tiếng đâu tay.
đầu xe đâu. Ủa sao thời gian mình hết nhiều vậy ta? Vậy nha, mới chơi đang xuống chờ ngồi lâu. Vậy mà mở ra bấm lại đi. Chắc phải bấm lại được không ta? Được rồi, đổi hồi đồng hồ hư rồi nè, để lấy đồng hồ qua. Nãy xuống cái chỉnh nó thấy mà. Đó hư rồi bản này. Đó tao bấm cái đèn đồng hồ cái chính luôn á. Ờ, ba cánh nắp xài. Cánh vô xài, cánh vô xài. Cánh vô xài hả? Ta lại đua nước rồi. Bọc bọc. Bọc bọc. Rồi, 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 rồ
Hay lắm. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Được đẹp lắm. Chịu rồi, ra đây còn chỗ này hai con nữa. Chơi mà nó rì cũng được, không sao hết. Chơi nó rì yếu em ấy kìa, vì sao đã cái đánh Yeah.
vô bị mấy luôn. Không vô bị đập nó luôn. Đây, đây, đây. Mang, mang. Xuống cấm luôn. Xuống cấm luôn. Vỏ lầy chứ. Đợi cho nó vô pháo này mình mới chơi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi.
Tăng xe xuống cái ai ăn rửa về. Cái gì ta bỏ cần có bốn con mình ta bỏ. Xe em chạy qua nữa mà bốn con.
Yeah.
Mình chú ý mới xuống ngay rồi, mình cần mấy giây nữa rồi.
Là con chim mồi mày biết không? Bởi vậy mày phong cho anh ngủ làm đại sư. Cái thằng mặn ngồi kế bên á là nó nạn nhân của tao ba biết bao nhiêu vụ rồi. Nó là nạn nhân của tao. Bây giờ nó không dám đánh đâu mà. Trời đất, nó kêu, kêu miệng kêu quát 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 quát. Lúc trước em mới ra đây còn ấy nó đâu có biết tao ra độ mà cũng biết thua bảy luôn. Chứ tao đây tao đâu dám đâu là đâu đó sự sự chỉ thua cà phê thôi. Còn kia là nó chống phải không? Chống là tao đập. Là chống tao đập. Chống cự nó cũng bự đâu. Bắt xe đứt tiền. Chống cự nè. Đây luôn hả? Thank you.
trước rồi. Đây là mã đội. Hai bánh đậm là mẹ rác chỉ bay bánh đậm. Hai bánh. Bây giờ chưa có đi. Con không sợ ông không nổi. Tôi là võ này. Mày đi đâu chẳng không chết, đi đâu sao không chết, chết rồi, sao một chút nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiền cà phê cho ổng luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Món ở nhà cũng đi. Ăn gì nữa. Chỉ có sao trong, mãi hai trong. Ủa. Ủa hả? Dịu lên mở ba mở bốn đi. Ba. Thì thanh lớn chấm. Ủa rồi chấm không. Dạy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đánh chung như thằng đáo. Chuyên cùng bị. Mày chấp đi. Đâu. Đen chấp hoài cái gì. Mày kêu đen chấp. Ờ. Vậy không? Chấp xong nói là hai cái gì đó, ba cái đó. Có bài đó không? Thì anh không biết bài đó thì thôi, chứ có gì đâu phải bậy. Đâu không? Đâu không? Đen chấp dành mà nói là hai cái gì đó. Cái công cũng muốn ăn cà, ăn đen. Đen nó khổ, biết không? Chơi phải biết mà, có cái mắt người ta nhìn. Cái nào ảnh dụ ta muốn cho tiền nhưng ta không cho cái kiểu đó. Mày hiểu không? Chỉ mà đòi đi ra chỉ có chạy rác thôi. Đừng có phân tích cờ ở đây. Đừng có phân tích cái cờ tiền kỳ. Tôi không phân tích, tôi chỉ thấy anh đen đánh công chạy. Tôi không có phân tích gì hết đây á. Đúng
đâu con thích đi đâu. Thì thấy thì em đánh với anh Công này đâu có con thích gì đâu. Cần bây giờ. Chứ từ nãy giờ mày ngồi nói gì mà nó không biết bài, biết này biết kia là sao? Thấy không? Tao nói nó mấy này nó nói gì về chật lật vậy? À, thì thằng đen nó có cái bài đánh vậy đó. Bài đánh nhưng mà bây giờ kêu đây có tiền nhiều đi rồi ông quýnh cho thấy. Nó khổ rồi, em muốn ta kêu quýnh giải trí cho tiền nó nhưng mà ta không cho cái kiểu lộ liễu. Tiền đâu chưa? Tiền đâu có. Cứ vậy không hà, nó vô đó là chấp. Không có tiền đâu mà. Dễ ăn anh Trọng lắm. Dễ ăn của mày lắm. Đừng có thấy, nè đó như... Chứ hở cái thấy này thấy nọ. Đừng thấy vậy thì nói vậy. Thôi mà. Thôi mà nữa. Thôi mà là nam mồm. Bỏ lần lỡ mày hả bạn Công ơi? Quay lại đụ má hử hết sôi rồi diễn cái gì đâu mà cầm đơn giờ chắc nhất tại lắp
vô cũng vậy à. Xấu luôn. Thank you.
2 giờ tới giờ á. Chắc tới giờ nhiều bỏ hết đi bỏ này luôn. Hết giờ bỏ xe không.